liên quan đến vụ bé gái tử vong bất thường tại Phú Yên, hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Kim phê, sinh năm 2002, trú tại huyện Tuy An Phú Yên để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an phê khai nhận tối ngày 17 tháng 6 sau khi cùng nhóm bạn đi chơi ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An trở về về nhận chở bé gái tên gọi tắt là Hát 13 tuổi về nhà nhưng lại trở về rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi thực hiện hành vi phạm tội. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định Hát bị sát hại vào khoảng 24 giờ đêm ngày 17 tháng 6. Sau khi sát hại Hát, Phê đã lấp xác nạn nhân giữa rừng bước đầu cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân hát tử vong là do bị chèn ép dẫn đến ngạt thở còn động cơ gây án của hung thủ đang được điều tra làm rõ vụ việc cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can